Có thể bạn đã biết, những máy bay quân sự từ khi ra đời đã mang trên mình sứ mệnh thể hiện sức mạnh trên không của bất cứ quốc gia nào sở hữu nó. Từ các máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm, máy bay vận tải hay cả các máy bay không người lái. Những chú chim sắt này khi còn phục vụ luôn là tài sản vô cùng quý giá của bất kỳ lực lượng quân sự nào. Có thể gọi là cương như trứng, hứng như hoa. Thế nhưng, dù có hiện đại hay được bảo dưỡng kỹ đến mức nào, thì theo quy luật nghiệt ngã của thời gian, những cỗ máy biết bay này rồi sẽ phải đến lúc ngừng hoạt động. Có thể là vì đã hết niên hạn sử dụng, vì quá lạc hậu với tình hình chiến tranh hiện đại, hay đơn giản là do chi phí vận hành và bảo dưỡng quá lớn, đến nỗi quốc gia sở hữu nó không thể gánh vác được. Nhưng cho dù bất kể lý do gì đi chăng nữa, số phận của những chú chim sắp từng tung hoành khắp bầu trời đều gần như là giống nhau về điểm đến cuối cùng. Đó chính là các nghĩa trang quân sự dành cho máy bay. Đừng bỏ lỡ, video ngày hôm nay của Khí tài quân sự sẽ mang đến cho bạn những kiến thức thú vị về một trong số đó. Căn cứ không quân David Montan, nghĩa trang máy bay lớn nhất thế giới. Trên thế giới có rất nhiều nghĩa trang dành cho máy bay. Những máy bay hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng, hoặc không thể nào bay được nữa, thì nghĩa trang máy bay chính là bến đỗ cuối cùng của những con chim sắt ấy. Những chiếc máy bay sẽ nằm đó để chờ bán sắt vụn hoặc tháo dỡ những bộ phận còn sử dụng được. Sau khi tháo ra tất cả thì chúng sẽ như những đống phế thải chờ ngày xử lý. Nghĩa trang kiểu này đầu tiên xuất hiện ở Mỹ sau Thế chiến II, khi lượng máy bay quân sự dư thừa quá nhiều. Mỹ cũng là quốc gia có nhiều nghĩa trang dành cho máy bay nhất. Được đặt theo tên của phi công quân sự Mỹ đầu tiên thiệt mạng năm 1921, căn cứ không quân David Montan, nằm ở phía tây nam sa mạc Arizona. Đây chính là một trong những nơi biểu thị cho sức mạnh về lĩnh vực hàng không của Mỹ. Căn cứ này cũng là trung tâm sửa chữa và tái chế máy bay số 309 của không quân Mỹ, với tổng cộng khoảng 7.000 nhân viên đang phục vụ tại đây. Nghĩa trang máy bay khổng lồ này có diện tích lên tới 10,5 km², tương đương với diện tích của 1.300 sân bóng đá tiêu chuẩn. Để hạn chế chi phí bảo dưỡng cũng như để loại biến bớt các loại máy bay cũ hay các máy bay đã hư hỏng, nghĩa trang này càng ngày càng dày đặc máy bay của mọi lực lượng quân đội Mỹ gửi về. Tính đến nay, có hơn 4.000 chiếc máy bay với hơn 70 chủng loại khác nhau. Trong số đó có rất nhiều loại máy bay hiện đại vẫn trong tình trạng còn khá tốt như máy bay chiến đấu F-15, F-16, máy bay ném bom chiến lược B-52H, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion. Ngoài ra, còn có các loại máy bay thế hệ cũ như F-4, F-5, F-105, F-111. Đa phần chúng đến từ quân đội Mỹ và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA. Ngoài ra, đây cũng là đích đến cuối cùng của nhiều chiếc máy bay chở khách như Boeing, Airbus, Lockheed, Douglas. Cá biệt, có cả những chiếc máy bay khá hiện đại, vẫn còn hoạt động tốt và có thể vận hành thêm vài chục năm nữa. Truyền thông Mỹ thường ví von, sân bay David Montan là lực lượng không quân mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau không quân Mỹ. Theo ước tính, nghĩa trang máy bay khổng lồ này có trị giá khoảng 35 tỷ đô la Mỹ. Vì sao căn cứ không quân David Montan được chọn làm nghĩa trang máy bay? Căn cứ không quân này thuộc bang Arizona, nơi có khí hậu khô nóng, nên đã được chọn làm bãi tập kết chiến đấu cơ của không quân Mỹ, do các phương tiện này sẽ không bị rỉ sét. Ngoài ra, ở đây còn có lượng mưa ít, độ ẩm thấp, đất phèn, ít xói mòn, ít xảy ra sự rỉ sét, và đặc biệt nền đất cứng, thích hợp cho việc có thể tập trung được số lượng lớn máy bay cùng một lúc. Các máy bay nếu đã được đưa tới đây, trước khi thực hiện niêm cất dài hạn, chúng phải được vệ sinh thật sạch sẽ, một cách rất kỹ lưỡng để tránh các điều kiện ăn mòn, cũng như rút hết nhiên liệu để tránh nguy cơ cháy nổ. Tại nghĩa trang máy bay lớn nhất thế giới này, người ta sẽ phân ra làm 4 nhóm chính. Loại thứ nhất, đó là những chiếc vẫn còn đang trong tình trạng tốt, chúng được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để làm lực lượng dự bị cho lực lượng máy bay đang sử dụng.
Loại thứ hai với số lượng ít hơn là những chiếc máy bay có thể tiếp tục hoạt động trở lại sau một thời gian bảo dưỡng ngắn. Những chiếc chờ hoạt động tiếp sẽ có đường ống được bịt băng dính, vỏ ngoài với hai lớp sơn đen và một lớp sơn trắng phía trên để phản chiếu ánh nắng và giữ mát. Loại thứ ba là những chiếc phi cơ không còn khả năng bay. Chúng sẽ được tháo lấy các bộ phận linh kiện còn tốt. Đây chính là nguồn cung cấp phụ tùng quan trọng cho các máy bay vẫn đang hoạt động. Loại thứ tư là những máy bay sẽ bị tiêu hủy. Vài bộ phận được thu hồi làm thép phế liệu. Một số được tháo dỡ lấy phụ tùng. Phần còn lại chờ tới khi được dùng tới. Số khác bị phá hủy và tái chế ở xưởng đúc trong khuôn viên nghĩa địa. Khung vỏ của các máy bay chiến đấu bị loại bỏ sẽ được tháo rời thành từng mảnh, rồi nấu chảy trong lò cao, để rồi tái chế thành kim loại phục vụ các ngành công nghiệp và kinh tế quốc dân. Bên cạnh các cách xử lý trên, ngoài bán lại cho các quốc gia khác, những nhà sưu tập cá nhân của Mỹ, nếu không vướng mắc về vấn đề pháp lý, cũng có thể mua các chiến đấu cơ đang được lưu trữ tại đây để đưa vào bộ sưu tập của mình, nhưng giá thành sẽ khá cao. Ngày nay, căn cứ David Bonthan ngoài vai trò của một trung tâm lưu trữ, bảo quản thì cũng có thể coi nó là một viện bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới, với vô số chủng loại phi cơ mà không nơi đâu có được. Theo quy định, nghĩa trang máy bay quân sự này sẽ không cho phép du khách tự do tham quan. Tuy nhiên, bảo tàng Pima ở Tucson vẫn tổ chức các tour tham quan căn cứ quân sự độc đáo này bằng xe bus. Vừa rồi là tất cả những kiến thức thú vị về nghĩa trang máy bay quân sự lớn nhất thế giới của Mỹ mà kênh Khí Tài Quân Sự đã tìm hiểu được và muốn gửi đến tất cả các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy nó thật sự hay và bổ ích, đừng ngại like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.